Xin chào mọi người, mời mọi người ăn bánh bao với Thảo nha. Bánh bao này thì Thảo mua một gói là 4 cái đó mọi người. Này bây giờ Thảo sẽ bẻ ở trong ra nha. Rồi, nhân vỏ đi theo vỏ. Này. Thơm, bánh bao nhân thịt. Rồi, mời mọi người nha. Cái này là Thảo hấp qua một gói 4 cái, anh Ba ăn hết 1 cái rồi. Cái nhừng ngon nha. Ngon á. Không phải trứng ta. Nhưng bên trong mọi người, vậy là bánh bao này không có trứng. Còn bánh bao phải khoan vỏ. Thích ăn vỏ hơn là ăn nhân. Công nhận người ta làm khéo thiệt chứ. Cái nào cũng đều cái đó. Trong đây có thịt, có nấm, có hành. Cái nhân ngon mọi người. Đẹp dễ sợ. Nhiều đó. Trắng tươi luôn. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem và chào tạm biệt. Bye bye nha.